nụ cười ngây thơ vuốt ve nỗi đau em nhớ anh. Xin chúc mừng Lê Phương Anh. Hi, chào các bạn. Mình là Lê Phương Anh. Mình 25 tuổi, mình sinh ra tại Hà Nội. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Tokyo. Mình đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi được vào vòng gala. Và vào vòng gala rồi thì mình thấy rằng 10 bạn đều, mỗi bạn mỗi phân vẹn 10, mỗi bạn đều có tài năng. Nhưng chúng mình đã yêu mến nhau hơn, đã thành bạn của nhau, gần gũi thân thiết nhau hơn và là những người bạn tốt của nhau hơn. Vì vậy, dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì chúng mình đều là những người chiến thắng. Mình đã chuẩn bị hết sức khả năng của mình cho vòng thi này. Các bạn hãy chờ xem nhé. Điểm mạnh của mình chất giọng của mình khỏe, lạ. Và còn gì nữa thì các bạn cứ đón chờ nhé. Vì mình đã chuẩn bị hết sức của mình rồi, thế nên mình sẽ làm gì à? Mình chưa bật mí đâu, hãy đón chờ và bình chọn cho mình nhé. Ôi, thôi, mình chẳng biết nói gì đâu. Ai xin đây, xin đây. Hãy bình chọn cho Lê Phương Anh nhé.